Trời vừa chuyển rét rồi, các bạn đã có gấu ôm chưa? Nếu có gấu rồi thì tốt, còn chưa có thì cũng không sao. Hãy bật màn hình máy tính lên, để bên cạnh một tách cà phê nóng hổi và cùng xem video của Mark Channel. Ok, là mình biết. Mình sẽ trả lại thương cho các bạn trong số tiếp theo của Mark News. Và đây là những thông tin chính cho Mark News hôm nay. Cấu hình của Samsung Galaxy A9 được rò rỉ qua phần mềm AnTuTu Benchmark xuất hiện trên Internet. Liệu BlackBerry Venice hay còn có tên là BlackBerry Prime sẽ là chiếc smartphone Android bảo mật nhất? Facebook sắp có thêm biểu tượng cảm xúc thay cho nút like. Các model iPhone 6S sẽ có khoảng từ 2 đến 3% khác biệt về pin. Vừa hôm qua trên một trang web của Trung Quốc đã hé lộ cấu hình của chiếc Galaxy mới đến từ Samsung, khả năng cao sẽ là chiếc Galaxy A9 qua một tấm screenshot chụp lại phần mềm AnTuTu Benchmark. Chiếc smartphone này có mã là SMA9000 và không còn nghi ngờ gì nữa. Đến 99,69% nó sẽ là Galaxy A9. Mà đã thuộc dòng A thì chắc chắn sẽ mang thân hình nguyên khối bằng kim loại với thiết kế siêu mỏng cánh. Theo hình ảnh chụp lại được thì Galaxy A9 có vẻ như sẽ sở hữu màn hình Super AMOLED kích thước 5.5 inch, độ phân giải Full HD. Ngoài ra máy còn được trang bị chip xử lý mới Qualcomm Snapdragon 620 được giới thiệu hồi tháng 2 năm nay. Chip xử lý này sẽ có 4 nhân Cortex A72 và 4 nhân Cortex A53. GPU là Adreno 510, nghe rất là to và rất là bá đạo. Cùng với đó là RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB, chạy Android 5.1.1. Vẫn chưa có thông số về camera và cũng chưa biết liệu có phiên bản dùng chip Exynos như chiếc Galaxy A8 hay không. Mới đây trên mạng đã xuất hiện khá nhiều video trên tay chiếc smartphone Android đầu tiên của BlackBerry mang tên là BlackBerry Venice hay còn gọi là BlackBerry Prime. Có lẽ các bạn cũng đã thấy nhiều rồi, nhưng lý do tại sao nó có cái tên lạ và khó đọc như vậy? Nhiều người cho rằng Prime là viết tắt của Private hoặc là Privacy, thể hiện cho khả năng bảo mật dữ liệu riêng tư của người dùng. Vì thế chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một chiếc smartphone Android bảo mật tốt nhất từ trước đến giờ. Đương nhiên rồi, vì nó được sản xuất bởi BlackBerry, mà BlackBerry thì vốn nổi tiếng về khả năng bảo mật từ xưa trên các thiết bị của họ rồi. Chưa kể là BlackBerry còn cùng Samsung thiết kế bộ máy bảo mật Knox cho các smartphone của ông lớn Hàn Quốc này. Ngoài ra, qua cuộc phỏng vấn với CEO BlackBerry, ông John Chen của The Verge, ông có chia sẻ rằng ông sẽ không làm điện thoại nữa nếu mảng này không mang lại lợi nhuận. Trước đây Chen từng nhắc tới chuyện này, nhưng giờ ông đề cập cụ thể hơn rằng thời gian để ông cân nhắc chuyện đó sẽ là khoảng 1 năm tới đây. Ông cũng nói với trang The Verge rằng BlackBerry cần bán được ít nhất là khoảng 5 triệu chiếc điện thoại để có lời trong mỗi năm. Tín đồ BlackBerry phần nào sẽ cảm thấy khá buồn khi tương lai sẽ không còn BB10 nữa. Chuyển qua một thông tin hot hơn đôi chút, Facebook đã chính thức công bố họ sẽ thử nghiệm tính năng Facebook Reaction đầu tiên ở Tây Ban Nha và Ireland. Theo đó thì người dùng Facebook ở hai quốc gia này bấm like sẽ có một bảng trạng thái hiện lên cho phép chúng ta chọn giữa các cảm xúc thể hiện như là vui vẻ này, giận dữ, cười hạnh phúc, yêu thích, vân vân. Với việc xuất hiện của Reaction thì nhiều khả năng là cái nút dislike sẽ không còn giá trị và sẽ không bao giờ được Facebook giới thiệu. Chưa rõ khi nào Facebook sẽ mở cái tính năng Reaction này ra phạm vi toàn cầu. Cuối cùng là thông tin về chiếc iPhone mới nhất của Apple. iPhone 6s sử dụng vi xử lý Apple A9 như các bạn đã biết, với hiệu năng cực kỳ tốt, đem lại tốc độ tuyệt vời. Nhưng Apple đã xác nhận rằng iPhone 6s có vi xử lý là A9 nhưng có thể được sản xuất bởi hai ông lớn khác nhau. Một là sản xuất bởi Samsung, hoặc thứ hai là sản xuất bởi TSMC. Trong nhiều bản kiểm tra ép hết công suất thì cho thấy chiếc 6s với vi xử lý của TSMC có thời lượng pin nhỉnh hơn chút xíu, từ khoảng 2-3%. Tuy nhiên thì con số này cũng không thực sự đáng kể để người dùng có thể nhận ra trong quá trình sử dụng thực tế hàng ngày. Vậy là chúng ta vừa điểm qua những tin tức mới nhất và thú vị nhất trong những ngày gần đây. Các bạn nghĩ sao nếu BlackBerry dừng phát triển BB10 và tập trung vào Android? Hãy bình luận bên dưới về suy nghĩ của các bạn. Đừng quên đăng ký để tiếp tục theo dõi các video thú vị khác trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại!